Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp các bạn trong chuyên mục giới thiệu xe của BBT Baby của tôi. Chiếc xe ô tô điện trẻ em này đang rất hot trên thị trường hiện nay và cũng là sự lựa chọn số 1 dành cho các bé trong dịp Trung thu năm 2020 này. Trước mắt các bạn đấy là một chiếc xe McLaren. Thương hiệu này cũng khá là nổi tiếng. Chiếc xe này khi về Việt Nam là được nhập khẩu 100% nguyên chiếc và cũng đã được đăng ký sẵn biển số siêu VIP là Ngũ Quý 8. Chiếc xe này có hai màu truyền thống, đấy là màu xanh và màu đỏ. Được sơn bóng rất là đẹp. Nước sơn rất là mịn và xịn sò như xe thật. Cấu tạo của chiếc xe này thì gồm có 4 động cơ và 4 bánh cao su gây ra. Được trang bị đèn LED trước và sau xe và cả trên cabin. Rất là nổi bật ạ. Đây là vô lăng. Nút hát. Phần mạch trước thì trên bàn phím ấy là có 6 nút. Nút tiến, lùi, bập bênh và nút nhạc. Có cả nút chế độ đèn xe và chế độ dùng mic hát. Tất cả là có 9 phím. Cái này thì khi nào các bạn sử dụng các bạn sẽ cảm phá được tính năng của xe nhé. Bây giờ mình giới thiệu sơ qua cái tính năng của xe này. Đây là nút nguồn này. Đây là mình tắt nút nguồn nhé. Khi nào mà các bạn muốn đi các bạn bật nút nguồn lên này. Bluetooth mode. Nút mũi tên lên này là nút đi tiến. Nút dưới này là nút đi lùi. Nút này là nút bập bênh. Đấy. Nút này là nút nhạc. Nút này là nút chuyển bài hát và âm lượng. Các bạn có thể tăng âm lượng hoặc giảm âm lượng. Khác với các cái xe khác là có cả chân ga và chân phanh nha các bạn nhé. Hầu hết trong các cái dòng xe ô tô điện trẻ em hiện nay thì chỉ có con McLaren này từ quý 8 này là có chân ga chân phanh thôi. Chân ga và một chân phanh để cho các bạn nhỏ tự tập lái. Chiếc xe thì dùng được hai chế độ, vừa điều khiển vừa tự lái nhé. Đây là mấy triệu? 3,7 triệu. Đây là chiếc ghế da rất là rộng đấy. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong một video giới thiệu xe khác.